sao? Tụi mày mang theo tiền đủ không? Tao nhìn mặt hen tụi mày làm tao muốn ói quá. Em yêu không sao chứ? Đi con mẹ mày, mày chuộc lại người yêu của mày. Mày ngoan ngoãn đưa tiền cho tao $1,000. Mày mau thả người yêu của tao đi. Không, bố mày cần tiền. Ok, giao tiền, tao giao người. Ok, nếu không thì tao sẽ cho đàn em của tao thay mày, ngu với nó. Mày muốn chết à? Tao nhịn mày lâu rồi thằng mất dậy. Mày mau thả người yêu tao đi đồ hèn. Từ từ thôi đi nhóc con. Đít mẹ, bố mày nóng quá rồi cứng à. Nóng quá thì mày không có răng ăn chảo đâu cưng à. Yên tâm, bố mày chăm sóc cho người yêu của mày rất chu đáo lắm. Thôi, tao nói cho mày nghe, chúng tao giao tiền, bọn mày giao người. Ok, mày qua đây, đưa tiền đây. Thôi, chúng ta quyết định đấu tay đôi. Thằng nào thắng thì làm vua, thua thì làm giặc.